Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Khi chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật này, mình áp dụng, mình tu tập, thấy lợi ích rất là lớn. Nên cái pháp tu này gọi là tự độ giúp người. Dù con người này nghiệp chướng nặng nề, tính tình khó chịu, buồn giận hoặc là ít nói, tóm lại là rất nhiều tập khí. Nhưng nếu mà họ may mắn họ gặp cái pháp niệm Phật này, mà họ chịu nghe, họ chịu áp dụng, thay đổi hết. Thay đổi hết. Ý biết rằng là một cái pháp tu mà mười phương chư Phật đều khen, thì đây là một cái pháp tu quá lợi ích cho chúng sanh. Mà nhất là chúng sanh thời mạt pháp, thời bận biểu này nè. Thời mạt pháp, thời bận biểu này. Nên những đức chính mình đã trải nghiệm qua thấy. Thí dụ như một cái nơi những đức đến vắng vẻ, mà chỉ có áp dụng pháp môn niệm Phật này thôi, mà nó rình rang và vui lên. Vui lên rõ ràng, và cái hoàn cảnh xung quanh nó thay đổi rất là mau nghe quý vị. Rõ ràng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là nơi nào niệm Phật là nơi đó hoàn cảnh nó sẽ thay đổi, là tịnh hóa hoàn cảnh, tịnh hóa thân tâm. Tự nhiên cái nơi nó thay đổi đặc biệt lắm. Rồi nhà nào mà vắng vẻ, khó, buồn, mà cái người niệm Phật ở đó là tự nhiên nơi đó sẽ thay đổi. Anh nó tịnh hóa hoàn cảnh mấy vị. Tịnh hóa hoàn cảnh. Rồi con người này nặng nề, khó chịu, ít nói rồi, nói ra là khó chịu, bực dọc, thì câu Phật hiệu này nó tịnh hóa thân tâm. Nghe một câu Phật hiệu thôi, nói ra đi. Thí dụ như cái người tu hành mình đi, đã biết câu Phật hiệu này thù thắng, đi đến đâu chỉ cần có câu Phật hiệu này thôi là thế gian họ lập được sự nghiệp, và sức thế gian họ có thể được lợi ích. Nghĩa là một câu Phật hiệu thôi, ở thế gian này họ cũng hơn người. Nếu chân thật mà họ hành trì, rồi chân thật mà đem lợi ích cho chúng sanh, thì ở thế gian cũng hơn người, và cũng đi đến chỗ sức thế gian pháp. Chỉ một câu Phật hiệu. Đây là chính bản thân những đức nói là rất rõ ràng, bản thân những đức không có cái bản lãnh gì ngoài là những đức chuyên niệm Phật hết. Những đức chỉ là chính nhất, là đặc biệt của những đức là chuyên niệm Phật và thích niệm Phật, và đã biết niệm Phật lợi ích rồi thì những đức lại thích đem câu Phật hiệu này giới thiệu cho nhiều người, dùng đa dạng phương tiện, rất nhiều cách. Mà cái cách những đức đưa ra là một cái cách rất đơn giản, rất dễ làm. Cái cách truyền bá của những đức rất dễ làm, rất gần gũi, văn tự đưa ra cũng rất dễ hiểu. Nên từ nơi đó mà rất là nhiều người, người ta tiếp nhận và ta được lợi ích rất là lớn. Chính bản thân mình mà áp dụng câu Phật hiệu này, mình thấy lợi ích lớn rõ ràng lắm mà. Thí dụ như bây giờ bản thân mình đi, xây một ngôi chùa khó lắm. Mà xây một ngôi chùa, mình muốn phát triển một ngôi chùa, phát triển một pháp niệm Phật vào ngôi chùa chuyên tu, mà nó rình rang lên, nó cũng không dễ đâu. Nhưng mà mình biết cách, nhà của mình có một căn nhà mà trong đó có được một cái phòng niệm Phật, mà có những lúc nhân viên 5-10 người, 20 người, người ta đến người ta niệm Phật, cũng là một cái ý nghĩa của một căn nhà mình được ở. Mình ở trong đó mà căn nhà mình lại có mặt tâm linh. Thí dụ như giờ căn nhà mình thiệt là to đi, thì mình hưởng cái phước nếu mà cá nhân mình xài chỉ có mình. Nhưng mà nếu như mà có vài ba người người ta niệm Phật thì cái phước duyên đó nó lợi ích cho chúng sanh. Nó lợi ích cho chúng sanh ra quý vị. Thì khi nó nhân rộng cái lợi ích cho chúng sanh, thì bản thân mình, cái phước mình mới nhân rộng, mở rộng cái phước ra. Mình không phải là hưởng cá nhân. Thí dụ như một căn nhà mình có 6-7 phòng, 7-8 phòng đi, mà mình ở chỉ có 1-2 phòng, vì thì cũng là căn nhà của mình, thì bao nhiêu cái phòng kia nó nằm y thinh vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên mấy cái phòng đó có cái người ta niệm Phật, người ta được người ta đến ở, thì cái phước của cái phước của mình nó mới nhân rộng ra. Cái phước của mình chỉ cái nó mới nhân rộng cái phước của mình ra. Có nghĩa là cái con người mà mình biết nhân rộng phước và tạo phước duyên, thì hưởng đời đời kiếp kiếp hưởng cũng không hết. Nhớ, thí dụ như xây một cơn mà cái người niệm Phật họ niệm Phật, chúng sanh lợi đó
lợi ích khi được niệm Phật thì cái phước duyên này rất lớn. Cái này nói là phước duyên nghe. Còn cái công đức là bản thân mình phải dụng công tu, nhìn thấu buông xuống cái cuộc đời này thì mới gọi là công đức. Công đức là tự tánh, phải nhìn thấu buông xuống mới là công đức. Chứ không phải rằng là dùng cái pháp phương tiện mà cái gì cũng nói phước lớn, công đức lớn để mà mình thích nhào gì mình làm, không phải đâu. Mà mình phải hiểu rằng là cái làm lợi ích cho chúng sanh niệm Phật, đây là duyên phước lớn nhất. Vì Phật A Di Đà được mười phương chư Phật tán thán, nên đem câu Phật hiệu này để giới thiệu lợi ích cho chúng sanh thì không có cái duyên phước nào lớn bằng đem câu Phật hiệu giới thiệu để nuôi huệ mạng cho người ta. Vì nhớ kỹ, còn cái dụng công niệm Phật để cầu sanh cực lạc mà nhìn thấu buông xuống thật sự muốn giảng sanh, đây là công đức. Và khi quý vị đã có công đức rồi, thân tâm thường bình an. Có người mà tu mà thật sự có lợi ích là thân tâm thường bình an. Và có người mình thường rất bình an. Và có người thường có pháp vị. Pháp vị là vui đấy vị. Có người thường vui. Quý vị đi từ khi bị niệm Phật á, lễ Phật quý vị thấy rõ ràng vì thường cười. À, thấy cái gì ưa cười hoặc là dễ cười, tại vì mình vui sẵn á, cái năng lượng của mình nó có sẵn, nên người ta chỉ cần nhìn mình ta cười là mình đã cười rồi. Hoặc là mình nhìn cái gì mình rất dễ cười là vì mình có cái niềm vui sẵn nên mình mới dễ cười. Chứ nếu như mà con người mình mà nó không có niềm vui gì trong nội tâm, người ta cười với mình có cười lại cũng là cười xã giao, mà xã giao thì rất nguy hiểm quý vị. Xã giao thì nguy hiểm hay sao vậy? Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà cái nội tâm an lạc nó mới dễ sanh cái pháp lạc. Cái nội tâm an lạc dễ sanh pháp lạc. Mà cái nội tâm an lạc là do gì? Trong tâm mình có câu Phật hiệu nên dễ sanh cái pháp lạc. Quý vị nhớ, trong bất cứ một ngành nghề nào, chỉ cần đem câu Phật hiệu áp dụng trong ngành nghề đó thì nó phát triển tốt. Tại vì cái chữ Phật là chữ giác, mà đem cái chữ Phật áp dụng vào tất cả ngành nghề thì nó sanh ra giác ngộ. Nhất là quý vị mà có cái tâm niệm Phật muốn sanh cực lạc. Nên tất cả con người mà biết niệm Phật muốn sanh cực lạc thì tức khắc cái quốc gia đó sẽ thịnh tốt. Tại vì sao? Vì con người nó sẽ không có dối trá nhiều quá. Tại vì nó có chữ giác nhiều quá quý vị. Tại thường niệm Phật nó sanh cái tâm giác ngộ nhiều quá, nên cái việc mà nó lường gạt hơn thua đấu đá nó giảm tối đa lại. Mà nó giảm những cái thành phần đó lại thì tức khắc con người mới sanh phước duyên. Mà sanh phước duyên thì nhà nhà giàu sang, mà nhà nhà giàu sang thì đất nước cường thịnh. Vậy thôi. Nên quý vị biết rằng là cái nơi nào gì đó khô cằn sỏi đá, mà thử cái đạo tràng niệm Phật xuất hiện cái nơi đó đi, mà làm cho đúng nghe, hướng dẫn tu mà được lợi ích, gần gũi, dễ tu, rồi tự nhiên á, mình làm sao cái phước duyên cái nơi đó nó mở rộng, người ta lợi, người ta thích, là nơi đó nó lan tỏa liền, nó thích, nó phát triển liền vậy đó. Nên mình là người niệm Phật á, niệm niệm nghĩ về người khác. Người niệm Phật niệm niệm nghĩ về người khác. Nên những đức nói rằng là những đức đi đến nơi nào, cái nơi đó những đức thích cho sạch sẽ và đẹp, biết gì không? Mình cũng được hưởng ké, nhưng mà những người đến ai cũng vui. Người ta đến là người ta vui. Quý vị biết rằng là có khi mình ở ngoài đời, mình làm việc, mình làm cả tuần lễ, bản thân mình nếu mà ở trong căn nhà mình không thì thật sự mà nó có những lúc bản thân mình nó có những cái gì đó nó câu thúc mình lại. Nhưng mà mình đến gặp được một cái nơi nào đó mà người tu không nghe, mà toàn là vài ba người, năm bảy người, mà gặp toàn là người tu không, mà mình đến mà mình thấy mà sự an lạc ấy, thí dụ như mình tạo ra cho người ta vậy thì duyên phước mình lớn cỡ nào chứ. À, mình tạo ra một cái nơi mà người ta đến cái là người ta thấy người ta bình an, người ta vui, người ta đến cái người ta không cần phải lo lắng cái gì chứ, thì cái duyên phước bị lớn lớn cỡ nào, nó quá lớn luôn. Nên từ nơi đó mà mình thích nhất là cái gì, đi đến nơi nào thích làm ở nơi đó đẹp để gì, cho người ta được hưởng. Tại vì bản thân của mình cũng thích sống hoàn cảnh sạch sẽ nên mình muốn sanh cực lạc. Thật sự mình muốn sanh cực lạc là mình thích cái hoàn cảnh sạch sẽ, xinh đẹp, hoàn cảnh tồn tại mãi mãi. Đã là người có cái tâm gì thì ở nơi nào họ cũng thích ở cái nơi sạch sẽ đàng hoàng, chứ không tệ. Khi cái tâm quý vị mình thích mà cho người khác hưởng nữa thì bắt đầu là quý vị phước duyên quý vị có đủ. Ở phước duyên quý vị có đủ, tức khắc nó hình thành cái cảnh giới của quý vị ở thay đổi liền, khác liền. Cái hoàn cảnh quý vị nhất định ở nó khác liền.
Còn thí dụ như ngày xưa cái tâm của mình nó quá nhỏ nhen, cái tâm mình nó nhẹ, nó nhìn một cái góc độ cho cá nhân mà rất nhỏ, nên cái ở của mình nó rất là tệ, nó cái hoàn cảnh của mình nó rất tệ luôn. Nhưng mà khi mình niệm Phật rồi, cái tâm mình càng ngày càng lớn. Mình nghĩ rằng bây giờ mình đem cái pháp của Phật mình giới thiệu cho nhiều người, để cho người ta được áp dụng, để người ta tu tập, làm sao người ta đi đến một cái quốc độ mà khi bỏ cái thân này người ta đi đến cái nơi còn tốt hơn nữa. Mình nghĩ như vậy, mình càng nghĩ như vậy thì cái hoàn cảnh mà mình được ở nó cũng đến nơi đâu là nơi đó nó tốt. Cái quốc độ của mình hiện tại là nó đã phát triển tốt rồi đó, là do cái phước duyên của mình nó tăng. Còn khi mà bản thân của mình sống, đầu tiên thì cái quốc độ mình sống càng ngày càng tốt, nhưng mà mình càng ở thì càng quốc độ càng tệ, càng tệ, càng tệ. Hoàn cảnh càng ngày càng khổ, khổ, khổ. Là có nghĩa là mình xài nhiều mà mình tạo ít, xài nhiều mà tạo ra ít. Nên quý vị biết rằng tu hành mà được lợi ích là ngay chỗ nào? An tâm á. Cái tâm thường an á. Đây là quý vị đã được lợi ích rồi đó. Còn nếu như quý vị tu tập, quý vị lo đầu này, quý vị lo đầu nọ, quý vị bắt đầu này, bắt đầu kia, quý vị nghĩ đâu này, bản tâm đầu nọ, là sai rồi, tu sai rồi. Vì cái pháp của Phật nó không phải là cái viên thuốc độc, mà cái pháp của Phật là viên thuốc giải. Mà giải cái gì? Giải cái bất an. Cái pháp của Phật là giải cái bất an. Nên mình dùng cái pháp của Phật mà mình được an tâm là đúng rồi. Còn mình dùng cái pháp của Phật mà mình bất an là mình dùng sai. Có nghĩa là bản thân mình đã dùng sai cái pháp của Phật. Áp dụng sai. Nói chung là càng tu tập mà càng tu tập mà càng nhìn thấu là đúng. Vì một câu Phật thì nó có đầy đủ công năng để sanh ra. Để ai được vô di đà là lượng Phật này. Mà niệm đó là niệm cái vô lượng giác. Con người mình khổ đau là do gì? Mình vô lượng mê. Cái vô lượng mê nó sanh ra nên bản thân mình cái gì cũng bị tốt, cái gì cũng bị buộc ràng cả. Cái thứ gì bản thân mình cũng bị khổ hết trơn á. Vì đi đi. Vì nhớ chúng ta lúc trước cái gì cũng buộc chúng ta được, cái gì chúng ta cũng lo và cái gì chúng ta cũng khổ. Có khi chúng ta ngày mai đi đâu là tối nay chúng ta ngủ không được, chúng ta bận tâm, chúng ta lo nghĩ cái thứ gì mình cũng không hiểu nữa để mình khổ. Mà trong khi ngày mai đi thì ngày mai đi, nhưng mà bữa nay ngủ không được để lo này, rồi này kia rồi tứ tung lang tang, rồi con cái gì còn 2-3 tháng nữa có vợ gì đó, thì bắt đầu là mấy tháng này lo hoài giết ốm ho gầy mòn. Tới bữa đó mà gặp gia đình ở bên xuôi gia, bên đàn gái nhìn mình cái mặt thấy gớm, tại mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, bận tâm lo âu. Vì thấy chưa, nếu mà áp dụng câu Phật hiệu vào thì nó không bao giờ bị cái bệnh này xảy ra. Tại vì bản thân mình nó sẽ rất tỉnh táo, cái sự giải quyết vấn đề và làm việc của mình rất là nhạy bén. Tại vì mình niệm vô lượng giác, mà nó phát vô lượng giác thì nó quá giải vô lượng mê. Nên quý vị thấy nếu mà không có Phật pháp thì chúng ta mê cỡ nào chưa? Không có một cái thứ gì mà chúng ta không khổ cả. Nó mê đến cái mức mà bản thân của chúng ta, nghe quý vị, chúng ta chết rồi chúng ta phải suy nghĩ cho cái người còn sống lại, mình phải tính nhỏ sao. Bận tâm đến mức mà bản thân mình không thể nào gỡ ra được những cái sự trói buộc, mà càng ngày nó càng trói buộc thêm luôn. Nó trói buộc thêm. Thế mình nhờ mình niệm Phật mình đã gỡ ra rất được nhiều thứ luôn. Mình gỡ rất đối nhiều lắm rồi đó. Nó quý vị biết rằng cái tâm cảm ơn Tam Bảo, cái tâm cảm ơn cái pháp tu cỡ nào chưa? Nó thấy rõ ràng luôn. Nên quý vị phải nhớ kỹ là nếu tu niệm Phật mà được kết quả thì nội tâm thường bình an, thân tâm thường bình an là đúng rồi. Nên mỗi lần bắt an cái gì? A Di Đà Phật là phát vô lượng giác. Tin nhân quả phát vô lượng giác, tức khắc bình an liền. Mà phải cần được quân tập thường ngày, cứ quân tập. Nên như Đức nói người tu hành chỉ cần có dân duyên gặp Pháp Môn Niệm Phật này, dù cho hoàn cảnh có thay đổi cỡ nào, nắm chắc câu Phật hiệu đi, đi đến đâu cũng lập được sự nghiệp chứ. Nhỏ nhưng không phải nhỏ, vì có phải rõ ràng không? Bây giờ cái rung những Đức quý vị nhìn, Nó làm gì nhỏ. Bây giờ Đức nói cho vị nghe chứ. Bây giờ có khi người ta xây một cái cơ ngơ thiệt là lớn, chưa chắc có số lượng con người này vô niệm Phật. Nên như Đức nói rằng là một câu Phật hiệu này chỉ cần nắm cho chắc thôi, thì bất cứ quý vị ở nơi nào quý vị đều làm được việc lớn hết. Ở bất cứ nơi nào cũng làm được việc lớn đó. Những Đức ở một cái nơi thiệt lớn, Đức làm việc cũng lớn. Mà những Đức đi ra ngoài ở một cái nơi nho nhỏ, những Đức cũng làm việc lớn luôn. Mỗi ngày quý vị coi bao nhiêu con người tu tập vô, rồi tu tập xong lại đem cái pháp niệm Phật giới thiệu.
mà rất là tự tại, quý vị cực kỳ tự tại. Những đức nói rằng nếu như quý vị đi dạy học một ngày dạy 4 năm thôi, 4 năm buổi, những đức nghĩ rằng quý vị sẽ rất mệt mỏi, chỉ rất căng thẳng, tại vì một ngày giảng 4 năm buổi quý vị sẽ coi giáo án, ghi giáo án không kịp nổi đâu. Thật sự quý vị sẽ bận tâm dữ lắm. Nhưng mà quý vị coi một câu Phật hiệu thì quý vị thấy hay chưa? Một câu Phật hiệu thì thấy hay chưa? Tu xong là ngồi xuống nói chuyện. Tu xong là ngồi xuống nói chuyện. Mà nó đâu phải là nói trùng lập. Tuy là chỉ có tán thán câu Phật hiệu, tán thán thế giới cực lạc, mà sao nó lạ lắm. Đó, có nghĩa là cái hay lạ chỗ này nè, là bệnh này vì 84,000 cái phá cái tâm bệnh chúng sanh, nên mình nhìn vào bệnh này câu Phật hiệu dạy, bệnh này câu Phật hiệu dạy, bệnh này câu Phật hiệu dạy, tật này câu Phật hiệu dạy, tật này câu Phật hiệu dạy, nên từ nơi đó mà nói hoài nói cũng không hết nữa. Tại vì nó có cái tật này thì phải dùng viết thuốc giải lai với đạo Phật. Nó có cái tật này sân si, à câu Phật hiệu quá dạy. Con người này trầm lặng ít nói, buồn quá câu Phật hiệu dạy. Thấy không? Con người này thấy mình tủi thân cái cuộc đời mình, câu Phật hiệu dạy. Giải ngay chỗ là gì? Cho họ có một chỗ đi về, đó là thế giới cực lạc. Rồi họ có một điểm đi về đó, nên họ giải được cái tâm thấy mình khổ đau, thấy mình bị thiệt thòi. Nó một câu Phật hiệu mà giải hay vậy đó. Nó giải vậy đó, nên quý vị biết rằng là cái pháp niệm Phật này nếu chân thật mà áp dụng, quý vị khi hướng dẫn người, quý vị rất nhẹ nhàng. Đi đến đâu cũng được, trong nước, ngoài nước, đất nước nào cũng được, đi đến địa phương nào cũng được. Chỉ cần nhìn qua hoàn cảnh, nhìn qua con người là biết nên nói cái gì, và biết con người đang cần cái gì ở nơi đó. Và tự nhiên là quý vị sẽ nói ra phù hợp liền. Nên một câu Phật hiệu này có tán thán hoài, tán thán cũng không hết. Vì sao? Vô lượng nghĩa, vô lượng pháp lạc. Nên quý vị có giải thích, có tán thán hoài cũng không thể nào hết nổi. Nên chịu mà tin, chỉ cần nắm chắc một câu Phật hiệu này thôi. Và chính quý vị để ý rõ ràng, khi quý vị niệm Phật lễ Phật, quý vị an lạc đi, quý vị nói chuyện cũng hay hơn ngày xưa. Nói chuyện cũng hay hơn ngày xưa nữa. Gặp người nói chuyện rất hay. Cái nói chuyện hay này ngay chỗ nào quý vị không? Ngay cái chỗ quý vị an lạc tâm á. Quý vị lấy cái chân thật của sự an lạc lợi ích của quý vị tu, nói cho người ta nghe. Nói hoài nó cũng hết. Còn nếu như quý vị tu tập mà cái gì quý vị cũng bám, gì quý vị cũng giữ, không muốn sanh cực lạc, thì quý vị cũng đi nói cho người ta mà nói sân si không? À, thật sự luôn. Quý vị đâu có sanh pháp lạc đâu mà nói pháp lạc. Quý vị đi nói sân si không? Nói ra cái sự bất an không? Cũng mình cũng gặp có những người cũng là tu hành, nhưng mà mình gặp họ toàn là họ nói những cái điều mà danh lợi cuộc đời không. Và họ nói mình rất nặng nề. Mình nghe họ nói mình rất là nặng nề, không có cái gì an lạc chứ. Nhưng nếu quý vị là tu mà có sự an lạc của nội tâm, ai gặp quý vị là người ta sẽ hưởng được cái an lạc. Mà quý vị nói cái lợi ích của niệm Phật không à. Vì nói quý vị niệm Phật thì được lợi ích gì gì, vui lắm, thoải mái lắm. Nó nên những đức nói rằng là cái hạnh phúc mỗi tuần mà dài ba chị em mà gặp nhau mà tu, mà toàn là những mà những bạn xen hợp tính với nhau, nó vui vô cùng. Gặp nhau rất là vui. Nó tu tập xong ngồi ăn một cái gì, không có nói chuyện tào lao bất xế, không có nói những cái chuyện mà châm chích người này chửi mắng người kia, không có. Gặp những người đó là mình nói rằng đó là tư tưởng tiêu cực, bạn bỏ đi. Ở đây không có sống như tư tưởng tiêu cực đó. Bạn hãy lo cái việc ở đây nè. Còn nếu như mà bạn mà lo cái chuyện tào lao bất xế thì mời bạn đến cái nơi đó để bạn giải quyết đi. Ở đây không có gì. Nó tự nhiên cái thân tâm an lạc, tự nhiên nó chiêu cảm những con người an lạc đến gần gũi quý vị không. Tự nhiên cuộc đời quý vị luôn luôn thấy mùa xuân, lúc nào cũng thấy mùa xuân. Tự nhiên quý vị đi làm, đi vô công sở làm, quý vị là người tuyệt vời nhất. Người ta thấy quý vị vừa hiền hậu, vừa dễ thương, vừa hoạt bát, vừa vui vẻ. Khi tới từng thì quý vị lại hiện ra một cái nhân duyên, một người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn trong cái công sở, bất cứ hình tướng nào, quý vị cũng đang niệm Phật. Người ta hỏi, ủa, vì sao chị Pháp Tạng thường vui như vậy? Nói, tại vì chị thường niệm Phật em. Chị thường niệm Phật. Nên, tại sao mà chị thường vui, chị thường an lạc vì chị niệm Phật? Em làm việc mỗi ngày, em làm việc là em căng thẳng, em chửi người lắm. Tại vì em không niệm Phật. Chị niệm Phật nên chị an lạc đó. Thấy không? Ví dụ như con ngang ngô đồ này kia, vô công việc làm mà vui vẻ, về nhà thì dễ tính, là vì sao? Niệm Phật. Còn nếu mà sân si thì sao nói được đây?
Nó, nên từ nó đó cái pháp tu này nó hay như vậy đó. Cứ đem con Phật hiệu áp dụng đi, rồi lợi ích đi, rồi hướng dẫn cho người. Thí dụ như chị em cô Diệu Minh đi, tu hành an lạc đi, dù ai có nói gì đi chăng nữa thì cũng là an lạc của mình. Còn người ta giết, người ta nhìn mình, người ta thấy có lợi ích. Thí dụ mà Thanh Ngô mai đồ đi, mà để có Phật hiệu mà niệm tụi này kia đi, là tức khắc giết rồi là người ta nhìn bà người ta cũng ngưỡng mộ. Mà mai đồ đẹp nghe, khi con người mà nó an lạc, nó niệm Phật rồi, nó làm cái gì là nó thành, nó đặc biệt tốt đẹp cái đó. Chỗ đó liền không nói dòng gió chứ. Làm bất cứ ngành nghề nào mà niệm Phật an lạc, có tâm giải thoát, là ngành nghề đó của mình nhất định sẽ tốt. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.